niệm Phật tưởng Phật, thì niệm Phật vãng sanh. Nhất niệm là tà niệm, tưởng việc thế gian. Một khi tưởng việc thế gian thì tâm điên đảo, thì rơi vào luân hồi. Từ sớm đến tối niệm một câu danh hiệu Phật, đi niệm, ngồi niệm, cho đến cả ngày, cả năm niệm niệm không thôi. Không lúc nào chẳng là thuần thục câu niệm này, đến khi lâm chung nhất niệm mới thôi. Do nhất niệm này rất quan trọng, nó là nghiệp dắt hồn dẫn phách, tạo mạng sanh thân, chẳng việc gì mà chẳng do đây. Nên niệm thiện thì lên cõi trời, niệm ác thì xuống địa ngục, niệm ma thì sẽ thành ma, niệm Phật lại thành Phật. Nếu bình thường chẳng niệm nhiều, huân tập chín chắn sắc bén, trong tâm có Phật, đến lúc lâm chung thì sớm là quên mất chánh niệm niệm Phật. Đến lúc lâm chung thì sớm đã quên mất chánh niệm niệm Phật. Vẫn phải theo các niệm thiện ác đã huân tập chín mùi từ nhiều đời mà đi. Luân hồi khắp sáu nẻo đều từ một niệm này làm chủ. Nếu chuyên chú ở nơi Đức Phật thì thân tuy chết mất mà thần thức trong sáng, tức theo nơi nhất niệm mà vãng sanh về thế giới Cực Lạc vậy. Cho nên niệm thuần thục trong tâm có Phật một câu Nam Mô A Di Đà Phật, lúc mạng chung mới có thể chánh niệm hiện tiền, tâm không điên đảo, niệm Phật vãng sanh. Nếu bình thường ta chẳng siêng năng niệm Phật, trong tâm không có Phật thì lúc mạng chung làm sao biết Phật? Lúc ấy niệm niệm đều là những chuyện thế gian. Hơn nữa khi lâm chung bệnh khổ làm cho thân thể đau đớn bức bách rất nhiều, hoặc sanh ý bên ngoài, hoặc tiếng kêu khóc của người thân, thần trí thì hôn mê, nghiệp trước thì chiêu cảm, ác nghiệp thì hiện ra, tâm hoảng hốt, ý tán loạn, sáu thần không chủ, hoặc tham ái sanh tử thế gian, tà niệm hiện ra, thì tâm niệm Phật không thể nào khởi lên được. Khi nghiệp lực hiện ra, liền bị nghiệp lực dẫn dắt vào luân hồi là không tránh khỏi. Vì vậy, nhất niệm lúc lâm chung rất quan trọng lắm. Chúng ta phải quán sát thân này như hư không. Thân vì nghiệp chướng từ vô thủy trở lại đây sinh ra. Nghiệp chướng thì do vọng tưởng mà khởi. Chánh niệm sanh thì vọng tưởng diệt, nghiệp chướng tiêu trừ. Sở dĩ bệnh khổ vây lấy thân là vì nghiệp báo. Do bởi đời trước tạo ra các ác nghiệp nên đời này thọ báo. Thế như quả báo nặng mà thọ nhận nhẹ, mình niệm Phật của mình, nhất tâm niệm Phật lại chẳng thấy khổ, chẳng được để bệnh khổ làm tâm sanh phiền não, vọng tưởng. Vọng tưởng một khi khởi lên thì nghiệp chướng liền đến. Mà nghiệp chướng đến thì tâm liền điên đảo. Vì sao có người niệm Phật nhiều mà chẳng được vãng sanh? Bởi vì là tính, hạnh, nguyện chẳng đầy đủ, nên lúc mạng chung tâm sanh điên đảo. Nghiệp lực hiện ra bởi bị nghiệp lực dẫn đi chuyển đến trong sáu đường. Cho nên niệm Phật cần phải nhất tâm chuyên niệm. Niệm nhiều, niệm cho nề nếp để nuôi dưỡng thành thói quen niệm Phật. Trong tâm có Phật, lúc mạng chung mới có thể chánh niệm hiện tiền, tâm không điên đảo mà hiện Phật vãng sanh. Học Phật cần kịp thời. Học Phật tu hành là việc rất đáng quý và khó gặp của đời người. Căn cứ Pháp của Phật dạy rằng, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, bậc đại thiện tri thức khó gặp. Mỗi tầng lại khó hơn một tầng. Trong kinh ví người nghe được Phật Pháp khó như con rùa mù gặp được lỗ bọng cây nổi. Chúng ta chín chắn mà nghĩ lại, thật là chẳng sai chút nào. Hiện tại dân số trên thế giới nhiều như thế nào, nhưng chân chánh có thể biết được Phật Pháp thì có bao nhiêu người? Trong số đó, người có thể học được Phật tu hành thực tại là số ít trong số ít. Người học Phật tu hành trì danh niệm Phật mới thật là đáng quý, còn hơn kẻ nghèo được của báo vậy. Chúng ta thường nghe rất nhiều người nói, hiện tại tôi không có rảnh để tu hành, cũng không rảnh để niệm Phật. Xin thử hỏi, chúng ta một ngày 24 tiếng đồng hồ, không lẽ không rảnh được một chút nào sao? Nhất định không phải như vậy, mà tất cả đều là vì danh lợi và dục vọng chất đầy cả trong đầu. Trong đó có rảnh hay không? Người có tín tâm lấy Phật Pháp làm sự nghiệp lớn,
người không tính tâm đem Phật Pháp làm vật tiêu khiển lúc nhàn rỗi. Có thể ứng dụng Phật Pháp hay không cũng ở điểm này. Lại có người nói, ta 60 tuổi về sau mới học Phật cũng chưa muộn. Hiện tại còn chưa phải là lúc. Người nói những tư tưởng này thật sự quá nông cạn. Thật ra, khi đến tuổi già mới học Phật sẽ có rất nhiều chướng ngại lớn. Bởi vì phần lớn thời gian của cuộc đời, tâm tính và tập khí đã kết sâu đậm với những việc thế tục như tiền bạc, quyền thế, danh vọng, địa vị, nam nữ, ăn uống, thì làm sao có thể dễ dàng tu hành học Phật được. Hơn nữa, khi tuổi tác đã già rồi, thể lực suy yếu, muốn suy nghĩ học Phật tu hành mà tâm học Phật của người ấy chẳng thuần, ý lại không chánh, tập khí bệnh hoạn muốn sửa mà rất khó đổi. Vấn đề lợi ích Phật Pháp dẫu có được cũng chẳng thể lớn hơn sự ham muốn những vật chất hưởng thụ. Vì vậy, cần nhân cơ hội lúc còn thanh niên trẻ khỏe mà tu hành học Phật thì sẽ có lợi ích nhiều hơn. Có rất nhiều người trẻ tuổi lầm cho là niệm Phật chẳng cần sớm, chẳng cần phải niệm ở hiện tại, vì hiện tại còn phải làm rất nhiều việc. Viện ra rất nhiều lý do, lầm cho pháp môn niệm Phật rất cạn cợt, coi khinh một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Ngược lại, họ chưa nhớ ra lời dạy của người xưa: chớ đợi tuổi già mới học Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh. Con người lúc tuổi già nua, tinh thần sức lực suy yếu, bốn đại chẳng điều hòa, đau bệnh phát sinh nhiều nỗi, ở trong phiền não vì tham lam khốn đốn, nghiệp ác xâm lấn, danh lợi ham muốn lại khó buông bỏ. Nói tu hành, niệm Phật đâu phải là việc dễ. Niệm Phật chẳng có thói quen nề nếp thì trong tâm không có Phật, lúc mạng chung không thể chánh niệm hiện tiền, tâm sinh điên đảo chẳng thể vãng sanh. Cho nên, càng là tuổi trẻ thì càng nên tranh thủ học Phật, niệm Phật, nuôi thành thói quen niệm Phật, trong tâm có Phật, nhất tâm bất loạn. Có người nói, học Phật, niệm Phật là tốt, nhưng ta mỗi ngày bận rộn đến tối, mỗi năm bận rộn tới đầu, chỉ có thể được cái ăn cái mặc, đã không tiền làm công đức, cũng không có thời gian rảnh rỗi để nghe kinh niệm Phật. Cuộc sống cần phải khẩn trương, niệm Phật tuy cũng tốt, nhưng không phải là miếng ăn thức uống. Hãy đợi chờ ta phát tài rồi mới niệm Phật. Thật ra, hầu hết những người giàu sang chỉ lo hưởng phước, nhiều tiền lắm bạc thì tham đắm ngũ dục mà tạo nhiều ác nghiệp, để rồi sau này bị đọa lạc. Giàu sang phú quý, có mấy người phát tâm học Phật tu hành, cho nên mới có câu, giàu sang học đạo là khó. Người giác ngộ thì phải luôn nhớ rằng, sanh tử là việc lớn của đời người. Từ đó mà phát tâm tu hành niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn việc mưu sinh cũng chỉ là cái thứ yếu trước mắt để có thể qua ngày mà thôi. Có người cho rằng, tôi là công nhân viên chức, chỗ ở là nhà chung, chẳng thuận tiện, cúng Phật lại Phật, hẳn nhiên là không thuận tiện. Niệm Phật cũng là làm rối sự yên tĩnh của người khác, tôi làm không được. Đúng vậy, nơi công cộng nhiều sự bất tiện, thật ra chẳng sai, nhưng làm việc gì cũng đều có cách khéo léo của nó. Nếu biết niệm Phật ra tiếng sẽ gây phiền cho người khác, thì chỉ cần thành tâm mặc niệm, niệm thầm cũng được mà thôi. Chẳng nhất định phải là niệm Phật ra tiếng. Có người nói rằng, niệm Phật là pháp hèn kém của ông già bà lão và của hạng độn căn. Hễ gặp những luận điệu như thế này thì cần phải đề cao cảnh giác, chớ nên vì những miệng lưỡi bén nhọn đó chuyển ý. Trong lịch sử Phật giáo, rất nhiều vị cao tăng đại đức tôn kính, sau khi đã thấu triệt và giác ngộ được đạo lý, đều ra sức hoằng dương niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Như vậy, chẳng lẽ những vị cao tăng đại đức ấy đều là những hạng tầm thường và căn động hết sao? Sự và lý không nói cũng tự rõ, chúng ta phải tự suy xét. Một điều khác, đó là xưa nay người thành tựu trong niệm Phật rất nhiều. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thương xót chúng sanh hữu tình, chỉ bài pháp môn niệm Phật rất khế hợp với căn cơ chúng sanh thời mạt pháp này. Pháp tu đơn giản rõ ràng, đạo tràng khắp nơi thuận tiện thích ứng, rảnh rỗi bận rộn đều có thể tu. Hễ phàm là người chí thành niệm Phật cầu vãng sanh, đều tương ứng với đại bi đại nguyện của Đức Phật A Di Đà
bởi không biết rõ pháp trị danh niệm Phật, cho rằng niệm Phật cần tụng kinh hoặc ngồi yên hoặc cần tiền làm công đức, vân vân. Pháp môn niệm Phật chỉ giữ một câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đã đơn giản lại thẳng tắc. Không tiền làm công đức cũng được, người giàu niệm, người nghèo cũng có thể niệm, lúc rảnh rỗi niệm, lúc bận rộn cũng có thể niệm, là một phương pháp tùy lúc tùy nơi đều có thể thực hành. Biết chân chánh, thấy chân chánh, đó là vấn đề rất quan trọng. Nếu cái biết và cái thấy, tri kiến của con người không chân chánh thì dễ lầm lạc vào ngoại đạo. Ngoài tâm chấp lấy pháp, tất cả mê tình do tà kiến mà khởi, tức chịu sự trói buộc, rất sợ ma chướng, hoặc nguyện lực có chỗ thiếu sót. Cho nên nói là nguyên nhân không chân chánh thì chuốc lấy kết quả gặp gành. Nếu người tu hành tri kiến thuần chánh, chuyên chí niệm Phật, sanh về nước Cực Lạc, có thể từ phàm phu thẳng đến quả Phật. Các bạn trẻ tuổi xin lưu ý, nếu thật sự muốn lúc mạng chung vãng sanh về thế giới Cực Lạc, học Phật tu hành thì càng sớm càng tốt, nuôi thành thói quen niệm Phật, trong tâm có Phật, khiến vọng tưởng không sinh, phiền não dứt trừ, vãng sanh Cực Lạc sẽ có cơ sở chắc chắn. Chớ đợi tuổi già mới tu hành học Phật, vì tham lam vây quanh, nghiệp ác xâm lấn, danh lợi, ham muốn, buông không rời được. Nói vãng sanh về thế giới Cực Lạc đâu phải dễ. Một khi mất thân người, lại rơi rớt ở trong sáu đường luân hồi, thì khổ không thể nào nói hết. Phương pháp niệm Phật. Pháp môn trì danh niệm Phật là phương pháp tu dễ dàng và tiện lợi nhất hiện nay. Nhưng trì danh cũng được áp dụng nhiều với cách thức khác nhau tùy theo căn cơ, hoàn cảnh của mỗi người. Cũng như trị bệnh, chỉ cần trị lành được bệnh là thuốc hay đối với chứng bệnh. Vọng tưởng của chúng ta là bệnh, danh hiệu Phật là thuốc, có thể trừ được bệnh, đó là diệu dược. Này Tịnh Khôi xin được giới thiệu qua mấy phương pháp như sau. 1. Niệm phản văn. Phương pháp này, miệng vừa niệm, tai vừa nghe vào trong, kiểm soát từng chữ từng câu cho rành rẽ rõ ràng, hết câu này đến câu khác. Nghe có hai cách, hoặc dùng tai để nghe, hoặc dùng tâm để nghe. Tuy nghe vào trong, nhưng không trụ nơi đâu. Lần lần quên hết trong ngoài, cho đến quên cả thân tâm cảnh giới, thời gian không gian, chỉ còn một câu Phật hiệu. Cách thức phản văn khiến cho hành giả dễ gạn trừ vọng tưởng, mau được nhất tâm. Kinh Lăng Nghiêm nói, chân giáo thể phương này thanh tịnh do nghe tiếng, muốn chứng vào tam muội nên như thế tu hành, chính là ý trên đây. 2. Niệm sổ châu. Đây là cách thức miệng vừa niệm, tay vừa lần chuỗi. Ban đầu ý niệm còn ràng buộc nơi tràng hạt, sau lần buông bỏ đi đến cảnh nhất tâm. Phương pháp sổ châu khiến cho niệm lực mạnh mẽ. Ví như người yếu chân đi núi, nhờ nương cậy gậy mà tiến bước lên cao mãi. Niệm cách này lại cần phải ghi số mỗi thời hoặc mỗi ngày là bao nhiêu câu. Ghi số có điểm lợi là bắt buộc người tu hành giữ định số, trừ được bệnh biến trễ. Nhưng cần chú ý đừng quá tham mau, tham nhiều mà niệm không được rành rẽ rõ ràng. Người xưa tuy niệm nhiều nhưng cũng ở trong sự rành rõ, do nhờ hai điểm là thuần thục và định tâm. Ngẫu Ích Đại Sư, vị tổ sư thứ 9 của Tịnh Độ Tông, từng khai thị muốn đi đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, không có cách chi kỳ diệu khác, trước tiên hành giả cần phải lần chuỗi ghi số, niệm niệm rành rẽ rõ ràng, giữ khóa trình quyết định chẳng thiếu, thề một đời không thay đổi. Niệm như thế lâu ngày, lần lần thuần thục, không niệm vẫn tự niệm, chừng ấy ghi số hay không ghi số cũng được. Và niệm như thế kèm thêm tín nguyện tha thiết mà không được vãng sanh thì chư Phật ba đời đều mang lỗi nói dối. Khi đã vãng sanh, tất cả pháp môn đều được hiện tiền. Nếu ban đầu mà cầu cao tự ý, muốn học theo lối viên dung tự tại, đó là tín nguyện chẳng bền sâu, hành trì không hết sức. Dù có giảng suốt 12 phần giáo, giải ngộ 1.700 công án,
cũng là việc ở trên bờ sanh tử mà thôi. Lời khuyên dạy này thật là kim chỉ nam cho người niệm Phật chúng ta vậy. 3. Niệm kim can, tức là miệng môi khẽ động, nửa có tiếng, nửa im lặng, âm thanh phát ra giữa môi và răng để chính mình nghe được thích nghi. Hành giả một mặt niệm, một mặt dùng tai để nghe, bất luận là 6 hay 4 chữ, chỉ cần từng chữ từng câu nghe được rõ ràng, không sai chạy, tự nhiên tâm định. Pháp niệm này hiệu lực rất lớn, cho nên dùng từ kim can mà đặt tên là thế. 4. Niệm truy đảnh, tiếp câu, là dùng phương pháp niệm kim can, nhưng giữa chữ và chữ, giữa câu và câu, liên tiếp liền lạc nhau rất nghiêm túc. Hình như là một chữ đuổi theo một chữ, một câu gối đầu một câu, khoảng cách không có chỗ hở dứt, cho nên gọi là truy đảnh. Lúc này, trong lòng khẩn trương, tâm và miệng đều tiến đến câu niệm, cho nên vọng tưởng tạm thời lắng lặng. 5. Niệm thầm, mặc niệm. Nếu to tiếng, nhỏ tiếng đều không thích nghi, niệm kim can vẫn còn ngại dấu vết, hoặc là chỗ nhơ uế không sạch sẽ, cho đến tắm rửa, đại tiểu tiện, lúc người ồn ào, không nên niệm ra tiếng, chỉ còn cách là niệm thuần dụng tâm. Mặc niệm 6 chữ có thể khó niệm, nên niệm 4 chữ. Nhờ vậy trong tâm thức của hành giả mới có sự sáng suốt rõ ràng. 6. Niệm quán tưởng. Cách này vừa niệm Phật vừa quán tưởng Phật. Đây là áp dụng phép quán thứ 13 trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trong lúc niệm Phật, tưởng Đức A-di-đà thân cao 1 trượng 6, khoảng hơn 6 mét, sắc vàng ròng, đứng bên bờ ao Thất Bảo. Nếu chưa quán tưởng được ao Thất Bảo, hành giả có thể tưởng Đức Phật đứng trong vùng ánh sáng giữa hư không trước mắt mình. Tay trái đưa ngang ngực bắt ấn kiết tường, tay phải buông xuống theo thế tiếp dẫn. Muốn quán Phật cho thành tựu, trước tiên nên quán đại khái toàn thân, kế chỉ chuyên tâm quán tướng bạch hào giữa đôi mày. Tướng bạch hào này rỗng không trong suốt như bạch ngọc, có 8 cạnh, xoay về bên hữu cao thành 5 vòng. Bạch hào là tướng căn bản trong 32 tướng. Khi tướng này quán thành, do sự cơ cảm, các tướng kia đều lần lượt hiện rõ. Pháp quán tưởng Phật công đức cực to rộng, nhưng chưa phải là phương tiện phổ thông cho chúng sanh thời mạt pháp hành trì. Phương pháp niệm Phật này vẫn là chính yếu, vì nếu quán tưởng không thành thì vẫn còn phần niệm Phật để bảo đảm cho sự vãng sanh. 7. Niệm ngồi yên, tĩnh thổ thiền, là xếp bằng ngồi ngay ngắn, trạng thái thoải mái, không lắc lư thân, nên thuận với tự nhiên, không gồng lưng ưỡn người để khỏi bị khi nóng bốc lên. Cũng chẳng nên cong lưng cúi đầu, lưỡi tì vào hàm trên, nếu tiết nước giải thì từ từ nuốt xuống yết hầu, khép hờ mắt, lặng nhìn ngay sống mũi. Ngồi yên nên nghĩ tưởng niệm Phật, chẳng phải là tham thiền, cũng chẳng phải là chỉ quán, có thể ngồi lâu dài. Hành giả khi mới ngồi, do vọng tưởng nhiều hơn niệm Phật, do niệm tạp nhiễm nhiều hơn tịnh niệm, lúc này thì nên phải dọn trừ đi muôn duyên, buông bỏ tất cả, nhiếp cả 6 căn, sớm tối mỗi lúc ngồi 1 lần. Thời gian còn lại khác nên nhớ tưởng niệm Phật. Niệm Phật như vậy thì hiệu quả được tăng hơn nữa. Lâu xa về sau thì tùy lúc tùy nơi, một câu danh hiệu Phật, lúc miệng chẳng thể niệm thì tâm cũng tại niệm, không niệm mà tự niệm. Ở nơi niệm liên tục kỹ càng, không dứt mới là trên đường niệm Phật. Niệm ngồi yên chẳng dùng chuỗi để niệm, chẳng nhớ số lượng, chỉ cần có niệm thì tốt. Nhưng trong công khóa, sớm tối nhất định phải niệm ra tiếng, có thể niệm to tiếng càng tốt. Nếu ở trong nguy nạn thì nên phát tiếng niệm to. Lúc này chẳng nên so kể là chỗ nhơ uế, đến lúc mạng chung cũng cần phải niệm ra tiếng, có thể niệm to tiếng rất tốt. Chúng ta cần phải nên nhớ điều này. 8. Lễ bái trì danh. Phương thức này vừa lại Phật vừa niệm Phật, hoặc niệm một câu lại một lại, hoặc một mặt niệm một mặt lại, không luận câu Phật nhiều hay ít. Cách lễ Phật lại phải hết sức nhẹ nhàng, chậm rãi, lễ niệm song hành, thân miệng hợp nhất. Nếu thêm vào đó ý là thành khẩn tha thiết, thì thành ra 3 nghiệp đều tập trung.
ngoài câu Phật hiệu không còn một tơ hào vọng niệm. Phương pháp này có công năng phá trừ hôn trầm, công đức và hiệu lực rất to lớn. Vì hành giả vận dụng cả ba nghiệp để trì niệm, cư sĩ Vương Nhật Hưu khi xưa từng áp dụng cách này. Mỗi ngày đêm, ông lễ niệm trung bình là 1.000 lại. Nhưng dường như đây chỉ là cách niệm đặc biệt của hạng người tâm lực tinh tấn. Thiếu khả năng ấy tất khó vững bền. Bởi lại lâu, thân thể mỏi nhọc, dễ sinh chán nản, cho nên thông thường cách thức này chỉ hợp kim dụng, khó bề chuyên dụng. 9. 10 niệm nhớ số. Nếu vọng niệm nhiều, nên dùng phương pháp 10 niệm nhớ số, tức là niệm từ câu thứ nhất cho đến câu thứ 10 thì dừng. Mỗi câu phải nhớ số thứ tự rõ ràng. Nếu giữa chừng quên hoặc sai lạc số thì phải niệm lại từ câu thứ nhất. Không nên niệm hơn 10 câu để khỏi bị áp lực của tâm không kham nổi, ắt phải bị bệnh. Nếu 10 câu mà khó nhớ số, có thể phân ra làm hai, từ 1 đến 5 rồi quay trở lại. Phương pháp này chỉ nhờ vào sức nhớ số của tâm mà không được lần chuỗi. Cách này do tâm phải dốc toàn lực ở nơi vừa niệm Phật vừa phải nhớ số. Cho nên, dù không chuyên cũng bắt buộc phải chuyên, vọng niệm không thể khởi lên được. Lâu dần, phải tự được nhất tâm bất loạn. Cách này thì từ sáng đến tối, hoặc có tiếng hoặc không tiếng. Tùy lúc mau lúc chậm, đi đứng ngồi nằm đều không lúc nào là chẳng thích nghi. Chẳng những bỏ được vọng tưởng mà rất có khả năng dưỡng thần, so với người lần chuỗi lợi ích khác xa. 10. Niệm 10 hơi. Phương pháp này do Ngài Từ Vân Sám Chủ lập ra cho những người có công việc quá đa đoan, bận rộn tâm trí suốt ngày mà không thể niệm Phật được. Theo cách này, mỗi tối trước khi đi ngủ và sáng sớm, sau khi rửa mặt, vệ sinh xong, hành giả đứng trước bàn thờ Phật hoặc quay về hướng Tây, trang nghiêm niệm Phật liên tục theo một hơi thở thật dài. Thở ra hoặc hít vào là một hơi. Không luận là niệm được bao nhiêu câu, niệm như thế liên tục cho đủ 10 hơi thì ngừng. Sau đó thiết tha hồi hướng cầu vãng sanh Cực Lạc. Nếu niệm nhiều hơn 10 hơi sẽ gây tổn khí lực mà mắc bệnh về sau. Cách này tuy hành giả niệm Phật không được nhiều, nhưng tâm dốc toàn lực thành kính tha thiết nên cảm ứng đạo giao cũng khó mà nghĩ bàn. Niệm có kỳ hạn, nếu muốn được nhất tâm bất loạn, hiện tại chứng được tam muội, thì cần lựa chọn một cái thức yên tịnh, bặt dứt duyên bên ngoài, không nên nói chuyện tiếp khách. Chỉ vì một câu danh hiệu Phật, niệm truy đảnh, dùng phép niệm kim cang hoặc phép 10 niệm nhớ số, không nên to tiếng làm tổn thương khí lực hoặc làm cho công hỏa bị bốc lên. Cũng chẳng nên niệm qua loa cho hết ngày giờ, hết năm mãn tháng. Lúc còn sức khỏe nên niệm mạnh mẽ một ngày một đêm đến 7 ngày 7 đêm không dừng, tích cực nối tiếp, mạnh mẽ lại càng mạnh mẽ, tình thức dứt bạc, tự nhiên thân tâm lại không bị loạn, tức gọi là nhất tâm bất loạn. Niệm Phật đáng quý là dụng công lúc bình thường, trong tâm luôn tưởng nhớ Phật, dẫn đến sống vui, lâm chung quyết định vãng sanh. Pháp này rất vi diệu và rất ổn định. Nguyên nhân lúc còn sức khỏe cố gắng mà làm, để khỏi đến lúc lâm chung tay rối chân loạn. Tuy là già cả yếu đuối, khí lực chẳng đủ, cũng nên khéo tự điều nhiếp mà tu hành. Lúc còn đi làm việc cũng có thể lợi dụng ngày nghỉ, theo cách thức niệm một ngày xem sao. Từ chiều hôm trước đến chiều hôm sau, nếu một ngày không được thì đổi làm lại ngày khác, hoặc làm liên tiếp 2-3 ngày trong thời gian nghỉ phép, hoặc xin phép làm suốt 7 ngày. Lúc niệm Phật có thời hạn, động cơ của người niệm càng đơn thuần càng tốt, công phu càng có hiệu quả. Vì rất đơn thuần thì rất thành tâm, niệm Phật rất chuyên tâm thì sẽ tự phát sinh ra một sức tiến triển tốt đẹp. Chuyên tu là phương pháp hay để tu thân dưỡng tánh, đoạn ác, tu thiện, dễ phát sinh trí tuệ, được nhất tâm bất loạn. Chuyên tu không phải là tiểu thừa, mà trước tự lợi rồi sau lợi tha. Không có trí tuệ mà khuyên người tin Phật cũng chẳng dễ.
sao có thể nói cho người đời khẩu phục tâm phục mà học Phật tu hành, ra sức tu trì. Lúc nằm và ở nơi không sạch như nhà vệ sinh, chỗ rửa mặt, v.v. chỉ mặc niệm để khỏi lỗi mất cung kính. Cho nên nói rằng những lúc và những chỗ này không được niệm Phật, mà phải hiểu rằng những chỗ này không được niệm ra tiếng mà thôi. Cách đối trị hôn trầm tán loạn. Người tu có lúc tâm tư lạc vào trạng thái mê mờ, nặng nề muốn ngủ, đó là vọng chứng hôn trầm. Hoặc có lúc miệng tuy niệm Phật, song tâm lại vẩn vơ tưởng chuyện đâu đâu, đó là vọng duyên tán loạn. Hôn trầm và tán loạn là hai chứng duyên rất nguy hại, vì nó phá hoại người tu, khiến cho người tu không thể vào chánh định. Nhiều vị trong lúc đang hành trì, vọng tưởng thoạt nhiên chìm lặng, câu niệm Phật vẫn nghe đều đều, tâm tư dịu quên cả nóng bức hoặc sự cắn đốt của mũi mọc. Trạng thái này thường kéo dài từ nửa giờ đến một giờ đồng hồ, có khi ra mồ hôi ướt cả áo mà không hay. Đến lúc chợt giác tỉnh mới cảm biết trong người nóng bức khó chịu. Hành giả thấy vậy đừng vội mừng cho rằng tâm mình được an định, công phu đã có đôi phần thành tích. Thật ra đó chỉ là trạng thái hôn trầm thuộc phần vi tế nhẹ nhàng. Cổ nhân có nói: nhẹ nhẹ hôn trầm khôn phát giác, trọn ngày hàng quỷ mãi sinh nhai. Trong trường hợp này, hành giả phải đề khởi tinh thần, dụng công chặt chẽ, vừa niệm vừa soi vào bên trong mới phá trị nó được. Theo chỗ kinh nghiệm của tiền nhân, đại khái khi hôn trầm sắp kéo đến, trước tiên có vọng niệm tán loạn nổi lên. Cũng có lúc hôn trầm và vọng tưởng đồng thời sanh khởi, nhưng đây là hiện tượng thô, rất dễ phát hiện. Đến khi hôn trầm vi tế sắp hiện, trước tiên một loại tạp tưởng vi tế nổi sanh, hành giả cảm nhận có một điểm mê mờ từ sau óc kéo lên đỉnh đầu, tiếp xuống đôi mắt và sau cùng vào tâm trạng. Hôn trầm đi đến đâu, nơi đó bị ảnh hưởng. Như đến đầu thì hơi gục xuống, đến mắt, đôi mắt nhắm lại, đến tâm tạng, tâm liền mê mờ. Về loại hôn trầm nhẹ, phải có trí tinh tế mới nhận xét được. Vọng tưởng cũng có hai phần, thô và tế. Vọng tưởng thô ai cũng biết, bởi nó rất rõ ràng. Người xưa bảo: mới tu sợ vọng tưởng, tu lâu sợ hôn trầm. Lời này chỉ đúng một phần, không được cứu cánh lắm, vì đó chỉ nói về phần tán loạn thuộc vọng tưởng thô. Đến như về phần vọng tưởng vi tế, người tu già dặn cũng phải e ngại, bởi khi niệm Phật dụng công chặt chẽ kín đáo, tạp tưởng thô phù cố nhiên phải lặng chìm. Song rất khó nhận được tướng qua lại của phần vọng tưởng vi tế, ví như một ao nước đục, khi bọt nổi lên mặt ao ta mới nhận thấy. Còn phần khí thể nhỏ nhẹ từ dưới đáy ao được cổ động lên, hoặc sôi tim nhỏ trên mặt nước, hoặc đến nửa chừng rồi không lên được, muốn thấy rõ nó cần phải có một ao nước thật trong. Người niệm Phật lâu đến trình độ nước tâm trong lặng mới thấy biết được vọng tưởng phi tế. Bạch Thánh Pháp Sư một buổi sáng từ giường bước lại ghế ngồi, trong khoảng chừng 3 giây đồng hồ đã phát giác trong tâm mình nổi lên đến vài mươi vọng niệm sai biệt. Chừng ấy Ngài mới chứng minh được lời nói trong kinh Phật: một niệm có 90 sát na, một sát na có 900 sanh diệt. Đây là vọng tưởng thuộc loại vi tế. Nhân tiện đây xin kể lại một câu chuyện về vọng tưởng vi tế, cho các bạn đồng tu thêm phần nhận thức. Quan Huệ và Giới Diễn, hai vị thiền sư đều ngộ đạo. Một hôm, trong khi cùng ngồi thiền, nơi tiềm thức của Ngài Giới Diễn thoạt nổi lên một niệm sắc ái, Ngài liền diệt trừ. Song bên kia Quan Huệ thiền sư đã hay biết. Sau khi xuất định, Ngài Quan Huệ làm bài kệ có ý trêu cợt Ngài Giới Diễn. Thiền sư Giới Diễn hổ thẹn, liền thâu thần nhập diệt. Ngài Quan Huệ hối hận, gọi đệ tử đến phó chúc rằng: bạn ta trong khi thiền định có một niệm sắc ái, về sau sẽ lụy về sắc, vì phiền ta mà thị tịch, sao sẽ phá hoại tăng bảo. Lỗi ấy một phần do ở nơi ta, nếu ta không theo hóa độ, tất sẽ mang lấy hậu quả. Dặn xong, Ngài cũng viên tịch theo luôn. Về sau, Ngài Quan Huệ chuyển thân làm thiền sư Phật Ấn, Ngài Giới Diễn chuyển kiếp làm Tô Đông Pha. Tô Đông Pha do kiếp trước có tu nên làm quan, thông minh trí huệ mà cũng đa tài đa tình.
ông có đến 7 người thiếp. Và thường đem sự thông minh bác lãm của mình mà hay tranh luận bác bẻ các vị thiền sư. Về sau bị Ngài Phật Ấn chiết phục, ông mới quay lại đường lối tu Phật. Cho nên vọng tưởng vi tế, người tu lâu cũng phải e ngại là thế. Vậy người tu khi có chút cảnh giới tốt, chớ vội khoe khoang tự đắc, phải nhìn gương Ngài giới diễn. Và cũng đừng vội tự thị phi chê bai kẻ khác, mà phải xem gương thiền sư Quang Huệ. Hôn trầm và vọng tưởng vi tế, người tu lâu tự biết lối giải trừ. Nơi đây chỉ lược bàn qua cách đối trị về phần thô. Thông thường khi loạn tưởng nhiều, hành giả nên ngồi yên nhiếp tâm niệm Phật. Lúc hôn trầm đến, nên đứng lên vừa niệm vừa kinh hành. Kinh hành là đi lại nhẹ nhàng. Cứ dùng hai oai nghi này thay đổi mãi, lâu ngày hai chướng duyên ấy sẽ tiêu trừ. Theo kinh nghiệm, lắng tai ghi nhận rành rõ từ tiếng, từ câu niệm Phật theo lối niệm phản văn, có lẽ là phương pháp hiệu nghiệm nhất để đối trị tán loạn. Và lễ bái trì danh là phương thức tối thượng để đối trị với mối chướng hôn trầm nặng nề. Niệm Phật một câu để tâm chúng sanh trở thành Phật. Niệm Phật một câu để ao nước đục trở thành ao nước trong.